trói rộn vang, từng bừng muôn khúc hoan ca. Bồ Tát hộ mình sóng đàn sinh cõi ta bà. Thời đã tới tâm nhân duyên gọi mời, nơi xứ Ấn Độ cổ xưa dân chung tín thưa, vui tu mong cầu thành phần nhưng lạc lối mê lầm. Dòng họ Thích Ca cao quý, chánh vị hoàng hậu Ma Gia tinh khôi, có lời nguyện mong thành Phật mau. Ngày tháng sáng xin bình minh tươi đẹp, núi rừng nơi xuất xa Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm, đại đức tăng ni, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa. Chùa Phước Trường An, tọa lạc xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 2023, tức là ngày mùng 9 tháng 4 năm Quý Mão. Phước định xin thay lời cho Thượng tọa Diện Chủ Thích Đức Chiếu, hôm nay có đôi lời kính ngỏ đến quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa trong và ngoài nước. Chùa Phước Trường An được sư phụ Bổn sư là khởi công trùng tu vào năm 2012, đến nay là năm 2023, được sự tin tưởng và tín nhiệm của sư phụ đã giao phó trách nhiệm trông coi và quản lý ngôi tự viện này, và chính thức vào năm 2021. Thì đến nay là năm 2023, thì ngôi chánh điện này Phước định tiếp nối để xây dựng tiếp tục. Tuy nhiên, để công trình được hoàn thiện và viên mãn thì rất cần được sự đóng góp từ các quý mạnh thường quân Phật tử gần xa để cùng nhau hỗ trợ trợ duyên cho thầy để tiếp tục xây dựng ngôi Tam Bảo nơi đây, nhằm ngõ hầu đáp ứng nhu cầu tu học cho các quý Phật tử gần xa đi về đây tu học. Vì vậy, hôm nay nhân ngày đại lễ Phật Đản Phật lịch 2 năm 67, xin ngỏ lời với quý Phật tử chung tay đóng góp xây dựng ngôi Tam Bảo chùa Phước Trường An này sớm đưa vào hoạt động
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cung trời đâu xuất Bồ Tát hộ mình quan sát nhân gian, thấy chúng sinh lầm than, thấy chúng sinh mê lầm, chịu nhiều khổ đau. Bồ Tát không yên lòng, quyết xuống cõi nhân gian, dùng nhãn thông quan sát. Bồ Tát đã chọn sinh trong dòng sát đế ly, vua cha là Tịnh Phạn, hoàng hậu là Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia ứng hiện điểm lành, voi trắng sóng ngà nhập vào bên hông. Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Đại địa rung chấn động, đại địa rung chấn động. Bồ Tát đã nhập thai, Bồ Tát đã nhập thai. Kiết ra hoàng hậu Ma Gia được luôn mát mẻ hiền hòa tươi vui, đến kỳ sinh nở hoàng hậu Ma Gia trên đường về quê ngoại, ghé rừng vô ưu hạ sinh Bồ Tát Tất Đạt Đa. Thái tử chư thiên ca hát dài hoa cúng dường, sen hồng nâng gót bảy bước chân thiêu. Trái đất chuyên dung khi ngài tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đức Phật Thích Ca đàn sinh cứu độ, đàn sinh cứu khổ khắc cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đàn sinh. Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đàn sinh. Đức Phật Thích Ca đàn sinh cứu độ, đàn sinh cứu khổ khắc cho muôn loài. Khắp chốn nhân thiên mừng vui cúng dường Đức Phật đàn sinh. Khắp chốn nhân thiên mừng vui Đức Phật đàn sinh. Con nay cung kính Đức Như Lai, học hành chư thiên tâm thần ngài. Khi vừa đàn sinh đi bảy bước Tất Đạt Đa, thái tử giáng trần. Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn, trước rơi câu chân cùng chứng Như Lai Tịnh Pháp Thân. Có Tỳ Lô Vệ chưa từng sinh, giữa cây Sa La chưa từng diệt, bất sinh bất diệt Đức Cù Đàm. Nước ướp hương hoa còn kính dâng, tâm thân tượng ngài tướng đàn sinh. Lòng tràn hoan hỷ con rơi nước, kính dâng,
tấm thân thương ngài tướng đàn xin, lòng tràn hoan hỷ con rơi nước pháp giới chúng sinh thầy đã mơ. Chưa thiên tấm thân ngài khi vừa đàn sinh đi bảy bước tất đạt đó thay từ sáng trời. Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn, chúng sinh năm trước rời cầu trần, cùng chúng Như Lai tình pháp thân, Ca Tỳ La vệ chưa từng sinh, giữa cây xa la chưa từng diệt, bất sinh bất diệt đấng Cù Đàm. Nước ấp hương hoa còn kính dâng, tấm thân tượng ngài tướng đàn sinh, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước, hương tâm tỏa ngát khắp mười phương. Nước ướp hương hoa còn kính dâng, tấm thân tượng ngài tướng đàn xin, lòng tràn hoan hỷ còn rơi nước pháp giới trong sinh thầy cảm ơn.